Xin chào các bác. Hôm nay em lại vớt đồng núi các bác ạ. Qua mới tìm mãi vào mới được những cách này. Ngách này em đi lâu rồi em không có vào nên em quên mất ngách. Một năm em chỉ đến 1 đến 2 lần, em không có đến hơn các bác ạ. Dưới nha các bác ơi. Đây thì nó thưa lươn lắm các bạn, được con nào thì to lắm. Lươn nó to lươn. Giống như một con to một con nhỏ. Đấy. Cái này xịt đây này các bác. Cái hai xịt. Dưới đây nó thượt luôn. Một con to, một con nhỏ cái bãi đấy nó hết luôn đấy. Này ở đây nó mưa các bạn, mưa màu lắm núi này. Không khác gì bãi đánh rắn. Nó thưa lườn em ít mỏ ở đây. Còn nếu như nó có nhiều luôn thì đi thôi. Thì em mò vào đây thỉnh thoảng mò vào nhưng nó thưa luôn đấu người được con. Ui giời, nắm gai em không quanh được. Đây toàn phần suối này các bác, suối. Suối từ núi chảy xuống. Em thả bay này chỉ có cái em thả thử mà. Ui xịt rồi các bác ạ. Từ nãy giờ hai cái xịt. Đầy nha các bác ơi. Cái này đầy này các bác. Cái đầy. Còn cái đầy nữa. Đấy, có lươn hay không thì bác nhắc lên là biết. Còn không có là nó xịt ngay. Chỗ này các bác nhớ hôm trước em không quay. Chỗ này hôm trước em đẩy một cái đẩy nhét chết này. Hôm qua em phang ngay cái cho 10 vào đây. Đây hôm qua em phang cái cho 10 vào đây, ở đây nó cả đường. Em không có quay rộng được. Phang cái ống 10 được không? Chắc được hai con. Còn hôm trước cái ống đẩy ngắt luôn này. Ống đấy đáng nào phải chập đuôi hôm đấy, hôm đầu tiên. Này. Tất cả như thế này bác. Đấy, tất cả của em ống như thế này, đấy cũng hai bao. Lươn nó khó thả cho nên em thả nó ít ống, chả thả nhiều. Mùa này nó khó thả các bác ạ.
Bác chờ em chút cho bác xem nha, em chút tại ở đây luôn. Khai hỏa tại ở đây luôn các bác ạ. Lấy ngày hai cái ông đường kỳ. Lấy ngày hai cái xịt kỳ các bác ạ. Cái chặt quá. Ui. Ui, hòm. Này nó mưa các bác ạ. Núi này đang mưa. Nhắm ướt hết rồi. Lươn tuyến này nó thưa lươn nên mà không thả được ống nhiều, nên đi từng tuyến một thả là biết đấy các bác, lươn to lươn mà to lươn thưa lươn á. Bác xem video thế hay cho em xin một like nha, một lượt chia sẻ em lấy động lực em làm tiếp cho bác. Chỗ này view tụt quá nhiều luôn các bác ạ. Nên em giờ hôm em đi em không quay nên cho bác xem đâu. Giờ hôm chán lắm. Không muốn quay lên vì nó ít người xem các bác ạ. Này nào muốn buồn. Ơi ống số 10 đây các bác. Ướt hết máy ảnh em. Em thả ít hiệu quả cao. Không có thả nhiều ống. Ra một con lươn nó bắt chờ em chút, em bắt con lươn rồi chạy mất. Toàn luôn đẹp. Tuyến này toàn luôn đẹp. Ôi, ôi em chui ra ngoài rồi các bác. Một con nó ra ngoài mất rồi. Úi các bác nhìn không? Một con nó ra ngoài. Tuyến toàn luôn đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy khủng bố luôn. Video hôm qua nhà em quay đấy, cái đoạn ở bãi đấy các bác. Các bác chưa xem có thể xem cái video hôm qua nhà em quay đấy. Chính nó đấy. Những video mà nhà em quay hoặc là em quay mà em thả cho bác nhưng em không nói câu chia sẻ. Những video đấy là video có thật. Đấy là những điểm thả đấy. Nhiều bác xem một lần hai lần còn chưa hiểu luôn đấy. Các bác cứ để lại lời bình luận bên dưới. Em có thể em có bận việc em chưa trả lời được các bác. Thì một hai hôm em sẽ trả lời các bác. Ui rồi, thế nào nó ra hết rồi các bạn. Lớn to ra quá. Này em một hai hôm này em sẽ trả lời hết các bác, em không để sót một người nào luôn. Lươn to ra hết các bạn. Đấy, các bác thấy ngổm ngộm nhỉ. Đảm bảo. Tức quá còn lươn đấy ạ. Kì vừa vẽo rồi các bác. Nhắc ống nào lên kì vừa vẽo. Đấy. Đấy, nó lại ra rồi. Các bác xem nhớ cho em xin một like các bác ạ. Em nào cũng được em làm video đẩy lên cho bác xem.
bác em mình cùng giao lưu các bác ạ. Chả có lợi nhuận gì đâu, năm nay hơn năm nay em còn trả được đồng nào rồi. Em nghĩ gì đâu các bác. Còn nhiều cái hay luôn, đánh luôn này còn nhiều cái hay luôn. Còn nhiều cái còn thợ cứng còn chưa biết được. Em lấy em thả chỉ có ít thôi. Bác nhìn xe ống của em có thể chụp màn hình lại, xong đếm từng cái một, có biết em thả bao nhiêu cái rồi. Ôi nó lại ra rồi. Hôm nay em về em không thả nữa các bác. Hôm nay em nghỉ, hôm qua em không bắt được mồi. Hôm trước này em người ta đâm xe với em, các bác hiểu không ạ? Nhưng người ta em đi trước, người ta sau thúc và đít xe em, người ta ngã gãy tay em phải đưa người ta đi cấp cứu. Cho nên là xe ống lươn của em là đáng ra là em chạy đường dài, cuối cùng xe ống lươn của em phải về chút bỏ mồi. Các bác nhìn lên cái góc màn hình bên tay phải là có cái hình ảnh này, các bác biết là đấy là cái gì rồi. Em không có dám chụp hình như em chỉ chụp một đoạn. Cái gì này em không có đi được. Còn những hôm trước các bác hỏi là sao lâu lâu không lấy chú em đi, và em có đi nhưng em không quay video. Em không quay vì nó ít người xem, em chán, em chả buồn. Cái này không phải ấy, các bác xem một hai lần thì chưa thể hiểu được. Nhiều người bảo thủ cái trứng khôn hơn vịt. Thực tế đấy, các bác nhìn biết em có thả nhiều đâu. Hết rồi các bạn, còn trên này xịt. Bác nhớ xem video và cho em xin một like, một lượt chia sẻ. Lươn này thì khủng bố đây, em tay em bẩn này bác, em không zoom được máy, nó bẩn máy. Xịt ơi, xịt ơi. Và em thả cũng không có nhiều đâu. Xin kính chào các bác, hẹn các bác video tiếp theo, trận đường dài tiếp theo.